Hai mọi người, lại là tôi đây. Sáng nay chúng ta sẽ ăn món bánh ướt mọi người, bánh ướt xí mại mọi người, dưa uống phải đèn đá mọi người. Này bánh ướt mọi người, bánh ướt xí mại. Ly phê ăn đá mọi người. Mời mọi người vô, mời mọi người sáng mọi người, sáng luôn phê. Bánh ướt xi mại mọi người, bánh ướt có xi mại với bánh ướt mọi người, thịt nạc mọi người, dưa chua mọi người. Mỡ mọi người, cà lộ mọi người, giá dầu thơm với hành phi mọi người, giá dưa lên. Chọn cho nó đều đều cậu phẩm luôn, phẩm cho nó thơm thơm. Bánh nước cho lộ luôn, lâu quá ăn cũng quên luôn. Đó là những bánh ướt chả lộ như có hành chuồng chờ này, cái đấy là thật thêm một xí mại thôi. Ngon rồi. Miếng nước này họ đang ăn nó hơi gọn luôn rồi. Người ta có cái lòng hấp luôn rồi. Sẵn hấp á. Đại giờ bây giờ ra ăn lúc nào nó cũng ấm ấm luôn rồi. Nóng nóng. Không thì thường thường ăn miếng nước nó lạnh luôn rồi. Làm ăn đó chứ bệnh viện chạy dễ mà. Tại chỗ đó bán rẻ mà. Đó có 15.000 thằng hộp mà bán nhiều mà. Ăn ngon, ngon mà rẻ mà.
Tôi về đó toàn ăn quán mấy cái lề đường không mà. Mấy nào ở đây giá thẳng á. Chứ gặp mấy quán mà sang sang đẹp đẹp không dám vô. Ăn sợ mắt. Chỗ đó cũng vậy mà có cái quán có miếng lớn bán ăn cũng được, nhưng cần kỳ đó vô cái quán nhỏ nhỏ vậy bị chặt đẹp người. Ba người mà ăn 200 mấy, cái đó người ta bán với cơm hàng có 35 ngàn, bây giờ người ta cũng ăn xôi người. Không tính giàu quá non đi. Chả thơm rồi. Số đồ thơm kia thơm thơm rồi. Không phải. Cái mại ngon ngon rồi, nước ngon, rau dừa đầy đủ đúng không, mình thì đâu vào mình kia ăn thơm rồi, ngon ngon rồi. Cà phê đúng đắn luôn. Chào tạm biệt mọi người nhé. Chúc mọi người có một bữa sáng thật là ngon miệng và có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.